Kính chào tất cả quý thầy cô ở các điểm cầu. Kính thưa quý thầy cô, bây giờ chúng ta sẽ nghe giới thiệu về sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5. Trước hết, tôi xin thay mặt cho toàn bộ các tác giả sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 kính gửi đến quý thầy cô lời chào đầu xuân mới. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Cái phần trình bày của tôi thì sẽ có những nội dung như sau. Có bốn nội dung đây. Trước hết là một số cái thông tin chung về sách. Thứ hai là cấu trúc của sách và của bài học. Thứ ba là nội dung dạy học. Và thứ tư là các phương tiện hỗ trợ. Năm nay là năm đầu tiên quý thầy cô thực hiện thông tư 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chọn sách giáo khoa. Bây giờ theo thông tư 27 thì cái quyền lựa chọn sách giáo khoa lại là thuộc về các thầy cô. Thế thì để cho nó khách quan thì tôi cũng chỉ xin trình bày một cách tương đối kỹ về cấu trúc của sách và của bài học và nội dung dạy học kèm theo một số phương tiện hỗ trợ báo cáo với thầy cô. Thế còn tổng hợp nó lại thành những ưu điểm của sách thì tôi xin nhường các thầy cô, bởi vì nếu mà tôi lại đi tổng hợp thì cái đánh giá của thầy cô nó không được khách quan. Thưa thầy cô, tôi xin báo cáo với thầy cô về hai cái thông tin chung thôi. Trước hết là về sách, thì sách này là do nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty VBIC sản xuất. Tập 1 dày 148 trang, tập 2 dày 132 trang. Cái số trang như vậy là cũng vừa phải. Nó cũng như là sách giáo khoa tiếng Việt 4 và nó cũng không dày hơn cái sách giáo khoa ở lớp trên, mặc dù ở lớp trên người ta dạy ít giờ hơn mình. Sách này thì in bằng cái giấy trắng đục ở vệ sinh mát, thì cô có thể cầm cái sách thì thấy là nó không nặng, nó không bóng lộn, nó không quá nhiều hình. Thì đây là cái chủ trương của công ty và chủ trương của chúng tôi, nhưng mà người ta in bằng cái giấy trắng đục nó hợp vệ sinh mát hơn. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo cái số trang phải được hạn chế để không làm cho học sinh mang được cái sức quá nặng đến trường, và nói chung là nó cũng hạ giá thành sản phẩm. Đây là các tác giả sách ạ. Thì ngoài tôi ra thì có thể cô thấy là có 7 thầy cô khác tham gia viết cái sách này. Thì trong số anh em chúng tôi thì có người là giảng viên của các trường đại học, tức là của các khoa sư phạm và các khoa tiểu học. Rồi cũng có người là nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu liên quan đến giáo dục phổ thông. Cũng có người là giáo viên phổ thông như là cô Nguyễn Hoàng Mỹ Anh ở đây, là giáo viên phổ thông và trưởng phó của một trường tiểu học ở Hà Nội, đồng thời là có anh em công tác ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Xin giới thiệu vắn tắt như vậy thôi. Bây giờ báo cáo với thầy cô về cấu trúc của sách và của bài học. Trước hết là về cấu trúc của sách ấy, thì sách này là được thiết kế theo hệ thống chủ đề và chủ điểm. Thầy cô chú ý là chúng tôi có phân biệt chủ đề và chủ điểm. Chủ đề thì to hơn, còn chủ điểm thì nhỏ hơn. Thì sách tiếng Việt năm là có bốn chủ đề: măng non, cộng đồng, đất nước, ngôi nhà chung. Mỗi chủ đề nói trên thì gồm một số chủ điểm. Mỗi chủ điểm là một bài học chính được học trong 2 tuần. Ngoài 15 bài học chính học trong 30 tuần ấy, thì sách còn có 4 bài ôn tập ở giữa và cuối mỗi học kỳ. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với thầy cô về các chủ đề, chủ điểm, tức là về các bài học để thầy cô cũng nắm được toàn bộ sách. Học kỳ 1 có 2 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là măng non, gồm có 4 chủ điểm, tức là 4 bài học. Mỗi bài học học trong 2 tuần. Bài 1, trẻ em những bức trên cành, nói về trẻ em, thế giới của trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em. Bài 2, bạn nam bạn nữ, thì các thầy cô nghe cái tên chủ điểm các thầy cô biết là nói về bình đẳng giới. Bài 3, có học mới hay, thì đây là một cái chủ điểm nói về học và hành. Và bài 4 có chí kỷ nên, qua cái tên của chủ điểm thầy cô rõ rồi. Về sau 4 bài này thì có một cái bài ôn tập các học kỳ 1, thì gọi là bài 5. Tiếp theo thì cái chủ đề thứ hai là cộng đồng. Chủ đề này cũng gồm 4 bài học. Bài 6, ngày nào cũng quý, giáo dục về nghề nghiệp, về thái độ đối với người lao động. Bài 7, chung sức chung lòng, giáo dục về đoàn kết. Bài 8, có lý có tình, đây là một chủ điểm rất là thú vị và bây giờ thì mới có ở trong sách giáo khoa của mình. Đó là cái chủ điểm về giải quyết những cái bất đồng
ở trong cộng đồng, ở trong lớp học, ở trong cuộc sống. Bài 9 là vì cuộc sống yên bình, nói về cái việc bảo vệ trật tự an ninh, bảo vệ an toàn cho bản thân, chống tai nạn thương tích. Và bài 10 là ôn tập cuối học kỳ 1. Sang cái học kỳ 2 thì mở đầu là chủ đề đất nước, cũng có 4 bài học. Một là cuộc sống muôn màu, nói về những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, của sinh hoạt văn hóa ở các vùng miền trên đất nước ta. Bài 12 là người công dân, bài 13 chủ nhân tương lai, và bài 14 là gương kiến quốc. Đây cũng là một cái chủ điểm mới, nói về những cái tấm gương của các lãnh tụ, của những người lao động bình thường trong việc xây dựng quốc. Đến bài 15 là bài ôn tập giữa học kỳ 2. Tiếp theo chủ đề cuối cùng lớp 5 là ngôi nhà chung. Ngôi nhà chung đây tức là trái đất của chúng ta, có ba chủ điểm. Chủ điểm thứ nhất là cánh chim hòa bình, thì cô qua cái tên đề thì cô biết nó nói về chuyện gì rồi. Bài 17 là vươn tới trời cao, nói về việc chinh phục vũ trụ, con người. Đây là cái chủ điểm, nó tiếp nối những cái chủ điểm đã được học ở lớp 4 đó. Và trong chủ điểm này thì chúng ta thấy là có rất là nhiều bài học hay, nhưng mà lần đầu tiên có một hình ảnh của một người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Diệu, gọi là giám đốc nghiên cứu của một cái viện nghiên cứu của Paris. Và đến bài 18 là sánh vai bè bạn, thì các thầy cho cô thấy là mở đầu của quyển sách tiếng Việt lớp 5 ở tập 1 là học cái bức thư bác Hồ gửi học sinh cả nước trong cái năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong đó bác có căn dặn là phải học sinh chăm chỉ học hành để góp phần đưa dân tộc ta bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Thì bài 18 kết thúc lại lớp 5 là chúng ta học để sánh vai với bạn. Và đây các thầy cô sẽ thấy là có những hình ảnh rất mới, trong đó có hình ảnh người nữ chiến sĩ mũ nồi xanh tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như là các bạn học sinh của chúng ta, trong đó có học sinh tiểu học tham gia các cái kỳ thi quốc tế và đạt những cái giải cao. Kết thúc là ôn tập cuối năm học. Bây giờ chúng tôi chuyển sang nói về cấu trúc của bài học ạ. Nếu như sách được cấu trúc theo chủ đề chủ điểm thì mỗi một bài học chính ấy, thì nó lại được tổ chức theo các cái hoạt động nói nghe đọc viết. Thì chúng tôi quan niệm mỗi một bài học chính ở trong sách là một đơn vị trọn vẹn, nó phải là một đơn vị trọn vẹn. Trước hết là trọn vẹn về một nội dung, là một chủ điểm. Thứ hai là trọn vẹn về các hoạt động học tập, nó phải bắt đầu hoạt động khởi động mà chúng tôi gọi là chia sẻ, cho đến đọc viết nói và nghe, rồi vận dụng tổng hợp tự đánh giá, như thế mới gọi là một bài học. Và thứ hai là trong mỗi bài học thì các hoạt động đọc viết nói và nghe được bố trí xen kẽ luân phiên cho phù hợp với tâm lý tiếp nhận của học sinh và điều kiện dạy học thực tế. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu về cấu trúc của một cái bài học 2 tuần. Bài học ấy có tuần lẻ và tuần chẵn. Tuần lẻ thì bắt đầu bằng bài đọc 1, 2 tiết. Tại sao phải 2 tiết? Tại vì bài đọc này nó phức tạp hơn, có 5 câu hỏi đọc hiểu, và trước khi bắt đầu vào bài học thì có một cái hoạt động mất độ khoảng 15 phút khởi động cho toàn bộ chủ điểm. Sau đó lên bài viết 1, 1 tiết nói và nghe, 1 tiết bài đọc 2, 1 tiết luyện từ và câu, 1 tiết bài viết 2, 1 tiết. Sang cái tuần chẵn thì mở đầu cũng là một bài đọc 2 tiết. Và ở bài đọc này thì chúng ta không cần phải tổ chức cái hoạt động khởi động cho toàn chủ điểm, nhưng mà có thể tổ chức cái hoạt động cho bài học này. Nhưng mà quan trọng nhất là cái bài đọc 3 này nó có thêm một cái hoạt động luyện tập tra từ điển để dùng đến 2 tiết. Sau đó đến bài viết 3 một tiết, nói bằng em 1 tiết, bài đọc 4 một tiết, luyện từ vựng câu 1 tiết, và cuối cùng kết thúc một góc sáng tạo. Đó là một cái hoạt động vận dụng tổng hợp để học sinh vận dụng tất cả những điều em đã học ở trong 2 tuần đấy vào thực tế. Đây tôi lấy ví dụ cái chủ điểm vì cuộc sống yên bình, tức là nói về trật tự an ninh an toàn đấy, thì mở đầu bằng cách là cho học sinh chơi một cái trò chơi là gọi cho ai nói gì. Sách đưa ra 3 tình huống, 3 tình huống ở trên bảng đấy là ba bức tranh, và cho 3 cái số điện thoại 113, 114, 115, và cho các em biết là trong mỗi trường hợp thì các em phải gọi điện thoại cho số nào và khi gọi thì các em nói điều gì. Thế thì học sinh có thể làm đúng, có thể làm sai, nhưng cái quan trọng nhất là các em bắt đầu mở cái đầu các em ra để chuẩn bị tiếp thu chủ đề mới.
Và bài đó đã bắt đầu bằng cái bài đọc 32 phút giải thiêu sống, nói về cái việc các cái chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cứu sống một cái em nhỏ như thế nào, vân vân. Rồi đến các cái hoạt động khác như tôi đã nói. Bây giờ chúng tôi chuyển sang cái phần trọng tâm là nội dung dạy và học. Trước hết là dạy và học đọc như thế nào. Thì báo cáo với thầy cô thế này, về số lượng bài đọc thì mỗi một bài học chính trong sách có 4 bài đọc được học ở trên lớp, và một bài đọc kèm theo câu hỏi bài tập để học sinh thực hiện tự đánh giá ở nhà. Như vậy là có 5 bài đọc, một bài đọc kèm tự đọc và thực hiện các cái bài tập để tự đánh giá ở nhà. Thứ hai là mỗi một cái bài ôn tập giữa và cuối học kỳ thì có 2 bài đọc, trong đó có một bài đọc để giúp học sinh chuẩn bị làm bài đánh giá điểm. Ngoài ra thì thực hiện yêu cầu đọc mở rộng chương trình môn học thì sách còn giao nhiệm vụ cho học sinh tự đọc sách báo ở nhà theo chủ điểm của bài học. Thì thưa thầy cô nhìn lên trên màn hình, thì cứ sau bài đọc một thì có một cái hình trang sách mở viền vàng, thì cái hình ấy là hình giao nhiệm vụ cho học sinh đọc ở nhà. Đây là quy định của chương trình rồi. Thế thì thầy cô sẽ thấy là sách giao nhiệm vụ rất là rõ, cái và số lượng, ví dụ học sinh phải đọc ở nhà cái gì, 2 câu chuyện hoặc là 1 câu chuyện của bài thơ, đồng thời đọc 1 bài văn hoặc 1 bài báo theo cái chủ điểm. Thế thì thưa thầy cô, tại sao lại sách lại phải nêu số lượng thế này? Bởi vì chương trình người ta quy định là học sinh 1 năm phải đọc tối thiểu 35 văn bản văn học có độ dài bằng các văn bản văn học của trên lớp. Thế thì mình tính ra học 2 tuần có nghĩa là các em phải đọc 2 câu chuyện, đúng không ạ? Nếu không thì phải đọc 1 câu chuyện 1 bài thơ, tức là phải đọc 2 văn bản văn học thì mới đáp ứng yêu cầu của chương trình, là mỗi tuần là 1. Và chương trình còn quy định là mỗi 1 năm học sinh phải đọc 1 văn bản thông tin. Thế thì sách cũng giao là mỗi tuần các anh đọc cho tôi, cứ 2 tuần các anh đọc cho tôi 1 bài văn hay 1 bài báo được thầy cô để mình giao nhiệm vụ cho học sinh từ đầu năm. Thế thứ hai là chúng tôi xin báo cáo thầy cô về nội dung và sắp xếp các bài đọc. Thì thưa các thầy cô thế này, nội dung các bài đọc trong sách Cánh Diều thì đều phục vụ mục tiêu giáo dục của chủ điểm, rất sát với chủ điểm và được nghĩa là chúng ta đặt dạy theo chủ điểm, tức là gì, chúng ta đặt học sinh vào một cái tình huống giao tiếp để mở rộng vốn từ, để rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời mở rộng vốn sống, rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng các chất. Cái chủ điểm nó có một cái hay như thế, đúng không? Thế nhưng mà ở trong mỗi chủ điểm thì các bài đọc được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Ví dụ năm nay học sinh lớp 5 sẽ học chủ điểm có lý có tình, tức là học về cái chủ đề là giải quyết các mâu thuẫn ở trong cộng đồng. Mình nghe như thế thì có vẻ như là sách đạo đức, không phải. Ở đây học sinh đọc, viết, nghe, nói theo cái chủ đề đó. Thế thì ở trong cái chủ điểm này thì các bài đọc được bố trí theo trình tự từ xét xử cho đến hòa giải. Đấy. Xét xử thì chúng tôi lấy cái chuyện dân gian của dân cộng đồng, một câu chuyện rất là thông minh, chuyện mồ côi sự kiện, đấy là sự xét xử. Nhưng mà cái quan trọng trong cuộc sống khi giải quyết những cái mâu thuẫn ở trong cộng đồng đó, thì là phải hòa giải, cái đó quan trọng hơn là xét xử. Thì đầu tiên là những bài học về hòa giải này, ở tòa án do cái người thẩm phán, người xét xử, người ta đứng ra là hòa giải. Thì đây có cái chuyện cổ tích của người chăn dê và hàng xóm. Sau đó thì đến hòa giải ở trong lớp học, trước hết là với vai trò thầy cô, chuyện nhỏ trong lớp học, rồi đến tự hòa giải, tức là hòa giải giữa các lớp với nhau với cái vai trò của người chỉ huy, tức là bọn em lên đội trưởng với cái chuyện tấm biển các tông, và sau đó thì kết thúc bằng một cái bài đọc là tự hòa giải giữa 2 học sinh có mâu thuẫn với nhau, và cái bài đọc ai có lỗi của IMC. Các em có mâu thuẫn với nhau, có bất đồng với nhau để tự hòa giải. Bây giờ chúng tôi xin báo cáo thì cô đến dạy học viết như thế nào. Thì trước hết nói về số lượng và các kiểu bài viết, thì mỗi bài học chính có 3 bài viết. Mỗi bài ôn tập giữa và cuối học kỳ thì có một số bài tập viết, trong đó có 1 bài viết học một tiết giúp học sinh chuẩn bị là bài đánh giá định kỳ. Và theo quy định của chương trình thì học sinh lớp 5 học cách viết một số đoạn văn giới thiệu về nhân vật văn học, bày tỏ tình cảm cảm xúc, nếu ý kiến về một vấn đề hoặc về hiện tượng xã hội. Đó là cái loại thứ nhất. Và thứ hai là các em học viết bài văn miêu tả, ở đây là tả người, tả phong cảnh, và viết bài văn kể chuyện sáng tạo, và viết 2 cái đoạn văn bản hành chính là báo cáo
công việc và báo cáo chương trình hoạt động. Thế thì chúng ta lại nghiên cứu sang cái hướng thứ hai là vậy bây giờ thì sách nội dung các bài viết thế nào và sách sắp xếp nó thế nào, thì trước hết là báo cáo thầy cô là các bài viết nó phù hợp với chủ đề và nó phù hợp với logic của hệ thống bài viết. Như vậy tức là bài viết nó thể hiện hai sự tích hợp, một là tích hợp ngang tức là tích hợp với các bài đọc, tích hợp với các hoạt động khác ở trong chủ đề, nhưng nó có cái tích hợp dọc tức là tích hợp với toàn bộ cái logic của bài viết. Thứ hai là trình tự dạy các bài viết thì được bố trí phù hợp với tâm lý tiếp nhận học sinh và logic của hệ thống bài đọc. Ví dụ sách dạy tả người hoặc lớp 5 là phải tả người và tả phong cảnh, thì cái sách tiếng Việt Nam cánh diều dạy tả người ở học kỳ 1, tả phong cảnh ở học kỳ 2. Vì sao? Bởi vì là tả phong cảnh nó khó hơn, trong phong cảnh thì có cả hoạt động của con người. Đấy. Rồi cái dạy việc mà dạy tả người học kỳ 1 ấy, thì cũng là để tiếp nối một cách logic cái nội dung từ lớp 1. Ở lớp 4 thì người ta yêu cầu mình dạy học sinh tả cây cối và tả con vật. Thế thì sách tiếng Việt 4 cánh diều là dạy tả cây cối trước, tả con vật sau. Bởi vì tả cây cối nó dễ hơn tả con vật. Tả con vật thì khác với cây cối, con vật nó còn có hoạt động, có tính tình. Thì lên lớp 5 cũng học tả người trước, bắt nối vào với cái đại bài văn tả con vật, tức là tả con người thì người tả ngoại hình, người tả hoạt động, tả tính cách. Thì sắp xếp đấy nó có cái tính toán như thế. Điểm thứ ba là thời lượng dạy các bài viết thì báo cáo với quý thầy cô thế này: sách giáo khoa của mình ấy, thì bố trí thời lượng học mỗi kiểu bài viết tùy theo độ khó của kiểu bài chứ không phải như nhau. Dạy viết luận văn thì 3 4 tiết thôi, nhưng mà dạy viết bài văn tả phong cảnh thì phải dạy nhiều hơn, ví dụ dạy 9 tiết và lần lượt hướng dẫn học sinh tìm hiểu như thế này: cấu tạo bài 1 tiết, cách quan sát tiết thứ hai, tiết thứ ba là thực hành quan sát, cái tiết thứ tư là cách tỉ lý và lập giản ý, cách thứ năm là cách viết mở bài, tiết thứ sáu là cách viết kết bài, cách tiết thứ bảy là cách viết một đoạn thêm bài, và tiết thứ tám là thực hành viết toàn bài, cuối cùng kết thúc bằng một tiết trả bài. Nhưng mà ngoài 9 tiết chính này ra thì sẽ có một số cái tiết có bài tập luyện tập nữa. Thế thì để học sinh nắm chắc cái tiết thì trong 9 tiết học này sách tập trung vào một đề bài mà học sinh đã chọn hoặc là một ngữ liệu đã quen để học sinh hiểu thật kỹ cách viết, đến lúc luyện tập thì mới mở rộng sang đề bài khác. Dạy kể chuyện sáng tạo cũng vậy, lại khoảng 8 tiết, cái này nó khó. Thì có 3 cái cách kể chuyện sáng tạo thì sách thì dạy lần lượt 3 cái cách kể chuyện sáng tạo ấy, nhưng mà chỉ dựa trên một ngữ liệu thôi, đó là cái bài đọc cậu bé và con heo đất. Thì học sinh sẽ học từng cách một cũng trên cơ sở là mở rộng rồi thay vai kể rồi phát triển câu chuyện vân vân, chỉ dùng một ngữ liệu thôi. Sau đó đến bước luyện tập thì sách mới đưa ra các cái bài tập khác, những cái ngữ liệu khác. Tiếp theo chúng tôi xin báo cáo với thầy cô về dạy nói và nghe trong sách như thế nào. Để báo cáo với cái thầy cô thế này: mỗi bài học chính có 2 bài luyện nói và nghe. Ở tiết học đầu tiên của chủ điểm thì học sinh được hướng dẫn trao đổi về một vấn đề liên quan đến chủ điểm của bài học theo gợi ý trong thời gian qua. Ví dụ học chung sự chung lòng thì được, đầu tiên là phải có một cái trao đổi liên quan chủ điểm là đoàn kết kết của em. Để tiết học thứ hai thì học sinh sẽ giới thiệu và trao đổi về câu chuyện, bài thơ, bài báo, vở kịch mà các em đã đọc ở nhà. Ví dụ như là các em có thể trao đổi với nhau về về chuyện câu chuyện bó lụa hoặc cái chuyện gì đó các em đã đọc ở nhà. Thì mình có cái tiết này thì vừa là để luyện nói, luyện nghe cho học sinh, đồng thời cũng tạo điều kiện để các em được báo cáo kết quả đọc mở rộng, tạo điều kiện để giáo viên mình kiểm tra xem học sinh của mình đọc ở nhà như thế nào. Và tôi xin nhấn mạnh là cái này ở tất cả các tiết dạy nói và nghe đấy, thầy cô đặc biệt chú ý đến chuyện nghe học sinh phải nghe chăm chú, nghe với thái độ tôn trọng người nói, đồng thời cũng phải có ghi chép rồi phải có thắc mắc rồi có trao đổi. Thì lớp 4, lớp 5 là người ta rất chú trọng đến chuyện là nghe. Thứ tư là tôi xin báo cáo thầy cô về việc dạy luyện từ vựng câu. Thì xin báo cáo với quý thầy cô thế này: mỗi bài học chính có 2 bài luyện từ vựng câu. Bài học chính là 2 tuần có 2 bài luyện từ vựng câu, tức là mỗi tuần 1 tiết luyện từ vựng câu. Mỗi cái bài ôn tập giữa của cuối học kỳ thì có một số bài tập luyện từ vựng câu, trong đó một số bài tập thì gắn với bài đọc hiểu giúp học sinh chuẩn bị làm bài để ra định kỳ. Thì cái lớp 5 là mình dạy theo chương trình thôi,
nhưng mà nó có những cái cao lớp 4. Tôi lấy ví dụ với các thầy cô là thế này: ở lớp 4 học sinh đã học luyện tập tra từ điển, nhưng ở lớp 4 học sinh chỉ luyện tập tra từ điển để tìm nghĩa của từ, tức là tra từ điển tường giải tiếng Việt để tìm nghĩa của từ. Ví dụ như là kỹ sư nghĩa là gì, thì kèm tra trong từ. Thế nhưng đến lớp 5 đấy, học sinh một mặt là tiếp tục luyện tập tra từ điển để tìm hiểu nghĩa của từ, nhưng một mặt khác mở rộng ra là các em phải tra được những từ điển thông dụng tiếng Việt để tìm hiểu những cái kiến thức về khoa học và đời sống. Chúng tôi ví dụ như ở đây, chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh tra từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt. Trước hết là các em phải học cái hỏi xem là từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt nó giúp các em biết cái gì, đặc biệt là tìm các từ đồng nghĩa. Rồi sau đó các em phải luyện tập để tra tìm từ đồng nghĩa này. Từ điển thành ngữ và từ ngữ Việt Nam thì làm gì, để mà tìm nghĩa của một số câu thành ngữ từ ngữ phổ biến. Và ở lớp 5 là học sinh học từ ngữ đấy. Đấy, đến từ điển nhân văn lịch sử Việt Nam thì có cái tác dụng gì ạ? Từ điển là giúp cho học sinh tìm hiểu về các cái nhân vật nổi tiếng ở trong lịch sử, và những cái nhân vật mà được đặt tên cho trường mình, đặt tên cho một đường phố của quê hương mình, vân vân, và những từ điển khác, ví dụ như là cái quyển là cẩm nang an toàn cho trẻ. Thế thì đấy, dùng cha thì để mình biết là dùng điện thế nào, dùng nhọn như thế nào, vân vân. Thì cái lớp 5 của mình cao hơn. Và đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ dạy học sinh tập tra những cái từ điển ở trên mạng, và nhà xuất bản người ta cũng in ra hai cái quyển sổ tay thay cho từ điển để học sinh dùng hai quyển sổ tay mỏng ấy tập tra trên lớp. Đó là sổ tay từ ngữ tiếng Việt Nam và sổ tay kiến thức tiếng Việt Nam. Dĩ nhiên là học sinh của mình có thể mua một cái quyển từ điển của Viện Ngôn ngữ học dày 1.000 hơn 1.200 trang và bán giá khoảng 350.000 đồng bằng cái lớp, nhưng mà cái thật thì cô là không thể như thế được, sinh tiểu học không thể bán một quyển từ điển như thế lên lớp được, cho nên là người ta in ra những quyển sổ tay mỏng như thế để học sinh tập trung thực hiện, thực hiện yêu cầu chương trình, và nó nhẹ hẳn luôn, để nên nhẹ ra bán rẻ thôi. Bây giờ đến hoạt động tiếp theo là hoạt động góc sáng tạo. Thì thưa các thầy cô, đây là một đặc sản của sách tiếng Việt. Hoạt động sống sáng tạo đấy thì nó vừa giúp học sinh tổng kết vận dụng những điều đã học sau mỗi bài học, sau mỗi chủ điểm, vừa khuyến khích sự sáng tạo của các em. Thì ở lớp 5, bên cạnh các hoạt động viết vẽ theo chủ điểm của bài học, học sinh còn được hướng dẫn để thực hiện các trò chơi mở rộng vốn từ, giao lưu diễn kịch và tổ chức để trưng bày nhỏ sản phẩm sáng tạo của mình. Qua 4 năm triển khai của sách tiếng Việt, chúng tôi có thể đánh giá là góc sáng tạo là hoạt động rất hấp dẫn học sinh, là cái tiết học mà các em nó mong chờ trong một chủ điểm. Chúng tôi tin rằng là đến lớp 5 này thì góc sáng tạo của Việt Nam tiếng Việt cũng sẽ hấp dẫn học sinh. Đến hoạt động tiếp theo là hoạt động tự đánh giá. Thì thưa thầy cô, thế này, hoạt động tự đánh giá thì giúp học sinh đánh giá kết quả học tập, qua đó điều chỉnh cách học sau mỗi bài học, sau mỗi chủ điểm đấy. Và thưa thầy cô, đây cũng là một đặc sản của sách tiếng Việt, chỉ có sách tiếng Việt tổ chức này thôi. Ở lớp 2, lớp 3 đấy, thì cuối mỗi một chủ điểm là chúng tôi có một cái bảng kiểm để học sinh đánh dấu xem các em đã học những gì, đã biết những gì, đã làm những gì. Nhưng lớp 4, lớp 5 là bắt đầu khác. Từ hoạt động đánh giá này đấy, thì người ta sẽ cho một cái bài đọc kèm theo một số câu hỏi bài tập học sinh tự đánh giá nha. Thì giáo viên của mình dựa vào cái điều điểm ở trong sách giáo viên trước khi ra bài thì hướng dẫn học sinh cách tự cho điểm, câu này mấy điểm, câu kia mấy điểm, và nhận xét. Và giáo viên của mình thì cũng nên hướng dẫn phụ học sinh giúp đỡ theo dõi các cái bài tự đánh giá của em, và nên thường xuyên kiểm tra bài tự đánh giá của học sinh, báo cáo với quý thầy cô là thế này, là như vậy học sinh của mình học sách tiếng Việt Nam tiếng nhiều thì sẽ có 15 lần được tự đánh giá, và có một lần được rèn luyện tự đánh giá ở giữa học kỳ 1 một lần, cuối học kỳ 1 một lần nữa, là giữa học kỳ 2 một lần nữa, cuối học kỳ 2, tức là 15 cộng 4 là 19 lần tự đánh giá, thì làm sao mà nó không nắm chắc bài, đúng không? Thì đây là một cái mẫu, một cái bài tự đánh giá sau cái chủ điểm chinh phục bầu trời đấy, thì vươn cái trời cao đấy, thì xin được đọc cái bài vì sao có cầu vồng, các em trả lời, các em tự cho điểm, các em sẽ tự đánh giá mình. Cuối cùng là cái hoạt động ôn tập kiểm tra định kỳ. Thì thưa thầy cô, cái này sách có 4 bài ôn tập kiểm tra giữa một cuối mỗi kỳ. Đặc biệt của sách kiến nhiều vào lớp 5
mà nó khác với các cái sách khác, khác với những sách của những lớp dưới là bài ôn tập cuối học kỳ thì lần này nó có 2 tuần. Trong đó tại sao phải 2 tuần là vì nó gồm có nội dung ôn tập cuối năm học lớp 5 và ôn tập toàn cấp tiểu học. Tôi cũng phải xin nói thì cô lại chỉ có sách tiếng dẻo có hướng dẫn ôn tập toàn cấp tiểu học thôi, và ở sách trung học cũng thế. Thế thì cái nội dung kiểm tra thì nó sẽ gồm những gì? Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng, kiểm tra kỹ năng đọc hiểu được nhiều vào câu, và kiểm tra kỹ năng viết. Giáo viên của mình sẽ ra đề hướng dẫn của bộ, nhưng mà sách giáo khoa có cái mẫu đề khảo, và sách giáo viên thì có hướng dẫn thầy cô cái mai trận đề như thế nào. Bây giờ chúng tôi nói sang ý cuối cùng là các cái phương tiện hỗ trợ thầy cô, thì trước hết là có sách giáo khoa điện tử, thì chỗ này thì nhiều môn khác đã nói rồi, tôi cũng xin không nói nữa. Thứ hai là về sách tham khảo, thì như chúng tôi nói là kèm theo sách giáo khoa thì có sách giáo viên, có sách cơ bản bài tập, có một số cái sách tham khảo thiết yếu như là truyện đọc tiếng Việt Nam, sổ tay từ ngữ tiếng Việt Nam, sổ tay kiến thức tiếng Việt Nam, về 2 quyển sổ tay của tôi nói rồi. Còn truyện đọc tại sao chúng ta lại xếp nó là sách tham khảo thiết yếu, là bởi vì thế này, học sinh Việt Nam phải đọc thêm, đọc mở rộng theo yêu cầu chương trình. Thế thì cái quyển truyện đọc này nó hướng dẫn các em đọc, chọn sẵn cho các em những cái câu chuyện với cái số chữ vừa phải theo chủ điểm, và cái đó là cái điểm mà để giúp cho học sinh học nhanh hơn. Thế ngoài ra thì chúng tôi có tổ chức 2 cái nhóm liên kết để đồng hành với quý thầy cô, cho thầy cô chọn sách kinh dược kỹ yên tâm là lúc nào cũng có tác giả đồng hành với mình, mặc dù là có thể tác giả không đến được với trường của thầy cô cũng là đồng hành thầy cô. Cái nhóm trước hết đấy là nhóm giáo viên cánh diều cánh ngang tiểu học, hiện nay ấy, theo báo cáo của thầy Đông là chủ của trang này thì đã có 64.000 thành viên. Thầy cô tham gia vào nhóm này thì sẽ được tác giả sách giáo khoa giải đáp thắc mắc ngay lập tức, và thầy cô được hướng dẫn, được trao đổi kinh nghiệm, giao bàn với nhau. Điểm thứ hai là chúng ta có một cái nhóm là nhóm đồng hành cùng con học sách cánh diều, hiện nay là có trên 15.000 phụ học sinh đã tham gia. Tác giả sách khoa và giáo viên sẽ tiếp nhận các cái thắc mắc của phụ học sinh, các yêu cầu của phụ học sinh ở cái nhóm này để giải đáp thắc mắc cho họ và hỗ trợ họ giúp con em học tập. Thầy cô trong năm học nếu chọn sách kinh diệu thì cũng nên khuyến khích phụ huynh học sinh tham gia nhóm này. Đấy, thì thưa thầy cô, trên đây là chúng tôi đã trình bày với thầy cô về toàn bộ về sách giáo khoa kinh diệu. Thì còn tôi xin nhắc lại cái việc tổng kết lại ưu điểm của sách, cái việc đấy tôi xin để các thầy cô tự quyết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô.